con đường xưa còn đông mà người xưa có con. Bộ này thì chắc là bác nào mà kỹ tính chắc cũng phải ưng bộ này thôi. Con này nó chuyên các dòng nhạc trữ tình bác nhá. Tiếng chắc vô cùng cao sáng. Đấy, bởi vì là con này nó có chế độ chỉnh bát chắc tại bàn máy luôn. Bên này có cả ba lăng này. Và ngoài ra nó có thêm một chức năng là super chắc nữa. Bình thường anh em thấy là các dàn nó có super bát đúng không? Con này thì lại có super chắc anh em nhá. Cho nên tiếng chắc cao một cách kinh khủng luôn. Đây mở cho các bác xem nhá. Chưa tăng và có tăng để các bác so sánh nhá. Đây. Tắt hết chắc nhá. Con này sáng cực kỳ luôn. Đây nhá. Quá thời con gái rồi, anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn không nói, còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ, chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. Anh em nào mà thích cái bộ dàn mà âm chắc cao thì anh em lấy cho con này nhá, chắc cực cao luôn. Đấy. Ta lỗi đời riêng anh đây đã một lần bước vội. Bộ dàn cũng còn khá là đẹp. Dàn hay thôi. Còn nắng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình. Đây đẹp này, không này. Đấy. Thường là nó sẽ như này. Con này phải nó chắc lên rất sáng. Con cả super chắc ở bên này anh nhá. Nó có chế độ super chắc. Đây. Bi chắc này nha con nhá. Đây, super chắc ở đây. Đấy. Vặn hết cỡ cho em nhá, hoặc gần hết cỡ cũng được. Còn đây là chế độ chỉnh chắc như các cái dàn bình thường khác. Đấy. Đây là chỉnh bass, T bass là chỉnh bass này. Còn đây là ba lăng nhá, ba lăng là cân loa thì anh em để giữa cho em nhá. Đấy, ba lăng thì cân loa để giữa cho em. Dàn này thì chơi được hai tính năng là chơi FM và chơi điện thoại máy tính. Còn cassette của con này thì nó không hoạt động nữa nhá. Cassette này nó không hoạt động nữa, anh em về dọn nhá. Đây chơi đài ở nơi tuner này nhá. Tuner sẽ ra đài này. Đấy. Đây là đài cassette nhá. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đấy, đường Phù Đồng. Vẫn nút đây. Nút này thì sẽ là về chế độ chơi điện thoại này. Đấy. Chờ anh chi em ơi, quá thời con gái rồi, anh liếc mắt nhìn. Con này chỉ phù hợp với bác nào thích chơi nhạc trữ tình, các cái dòng nhạc mà yêu cầu tiếng sáng rõ các bác nhá. Còn tiếng bass của con này thì ai qua. Con này thì tiếng bass của nó không được uy lực bằng những một số các bộ dàn khác trong tầm giá đâu. Thế nhưng tiếng chép thì vô cùng sáng. Bác nào không thích tiếng bass nhiều thì lấy bộ này là rất phù hợp. Đây. Thôi bây giờ em sẽ quay hình thức của cái bộ dàn cho anh em mình cùng xem nữa nhá. Bộ dàn hay là mặt trước. Đấy. Mặt trước. Bỏ qua quảng cáo nhá. Em quay từng góc cạnh cho các bác xem nhá. Chép vô cùng là tí tách luôn. Chơi đài hơi to các bác nhé. Con chơi đài FM thì các bác cắm cho em một cái đoạn dây điện ở đây để mình làm anten. Mình có thể mua những chiếc anten ở bên em cũng được nhé. Mình đấu ở đây nhé để làm anten để thu sóng cho FM. Đấy, các bác chơi điện thoại máy tính cắm vào đây. Đầu còn lại các bác cắm vào Bluetooth nhé hoặc cắm vào điện thoại cũng được nhé. Đấy, thế thôi, đơn giản cắm thôi. Điện thì cắm nguồn điện 100V cho em.
Bác chưa có đổi nguồn thì mua thêm đổi nguồn nhé. Đổi nguồn này dây jack bluetooth này bên em sẽ bán giờ. Còn em bán dàn thì chỉ bán dàn thôi. Cho các bác nào có phụ kiện rồi, anh em chưa có anh em mua thêm cho em nhé. Em sẽ có báo giá cụ thể cho các bác. Đấy. Dàn này thì nghe hay bài đẹp, đặc biệt các dàn nhạc trữ tình thì phải nói là tiếng rất là cao. Buổi dàn này Trung Kiên Audio giao lưu với các bác và anh em với giá là 1.760.000 đồng. 1.760.000 đồng các nhé. Anh em mua hàng chuyển khoản đủ bên em bao phí ship toàn quốc. Anh em mua hàng chuyển khoản cọc, cọc trước cho bên em là 300.000 đồng. Với các đơn chuyển cọc thì tiền phí ship anh em giảm. Còn với các đơn chuyển đủ bên em bao 100% tiền phí ship. Giá vừa nêu là chưa có phụ kiện. Các bác chưa dàn liên hệ với em qua số Zalo để trên tấm biển các bác nhé. 0975 575 262. Con này CD của nó thì cơ ok nhưng mà mắt của nó đập kém rồi các bác nhé. Thì cũng bỏ qua tính năng CD cho các bác để giá cho nó rẻ cho anh em chơi. Rồi ok anh em, bây giờ thì xin mời anh em cùng nghe cái chất lượng của sản phẩm này. Cuộc đời chắc tôi cao rồi. Sâu bằng khói thuốc, những đêm bên men rượu say tìm quên giang xưa. Người sao sẽ duyên lỡ kiếp trước ta đợi người. Nay thôi cha hết rồi, ta còn hoài nỗi đau. Các bác chốt hàng liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262. Nếu quên chưa chỉ vào các nút đây, thêm nút là nút nguồn, bật nguồn, tắt nguồn đây các bác nhé. Đấy, anh em chỉ cần quan tâm đến các nút cơ bản đấy thôi. Còn những nút lằng ngoằng như này thì các bác sẽ về các bác tự ấn và tự tìm hiểu các bác nhé. Có rất nhiều các cái nút nhưng không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là nút nguồn này, volume này, tăng giảm bass check này, super check này và chế độ ba lăng để cân loa thôi, trái phải thôi. Ba lăng anh em giữ nguyên cho em. Còn các giá trị khác anh em tăng giảm tùy theo bản nhạc, tùy theo cái nhu cầu nghe của mình các bác nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio.